Giờ mình xin chào cả nhà nha. Mình mới mua được cá tai tượng nữa cả nhà. Cá này có ký mấy gần 2 kg. Giờ mình làm thịt, mình làm món ăn nha cả nhà. Giờ mình để đi mình làm xong rồi mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Cả nhà, vậy là cá tài tượng mình đã hết bằng xong cả nhà. Thì mình cá này mình cắt làm 3 khúc, là mình lấy khúc đầu thôi. Giờ mình nấu canh ngót ăn cả nhà, chứ một con ăn không hết đâu, như mùa dịch thì cũng khó khăn lắm. Thì ở đây mình nấu mình có bạc hà nè cả nhà, với cà chua, với mấy bông su đỏ. Còn đây hành với ngò đoạn chút mình nêm nữa cả nhà. Giờ mình cắt hành với ngò rồi cả nhà. Trái ớt mình chút mình cắt mình bỏ vô nước luôn cả nhà, cho nó cay cay. Giờ mình cắt cà nha. Mình sử dụng trái chanh nha cả nhà. Cái chanh này bỏ lâu quá muốn hư rồi. Không sao, chắc mặt hà luôn nha. Rồi vậy là của mình xong hết rồi cả nhà, giờ bắt đầu nấu cả nhà. Giờ mình bắt nước lên nấu nha cả nhà. Thì cái đầu cá hơi lớn đó, mình cho vô trước luôn cả nhà. Mình cắt mấy trái ớt cho nó cay cay cả nhà. Cho muối vô cái nhà. Bột ngọt ha. Cho nó 2 muỗng đường nữa nha. Mình có xài trái chanh nè, bắt đầu mình cho vô luôn cái nhà. Cá mình nó chín rồi cho cà vô cả nhà. Mình cho bạc hà vô luôn cả nhà. Cho hành với ngò rồi vô luôn nghe nha. Rồi vậy là canh của mình được rồi cả nhà. Mình tắt lửa, mình cho vô miếng nước mắm cho thơm nha cả nhà. Đây là canh đầu cá tai tượng mình nấu ngót nha cả nhà. Cá này cũng ký mấy cả nhà. Thôi vậy mình mời cả nhà nha.
khá là nấu ngót, ăn cũng ngon lắm cả nhà. Hình là cá này mua trước dịch chứ thôi, giờ là mua trước đợt này chứ không mua là đâu có mua được. Thôi vậy cái clip mình tới đây cũng dài rồi cả nhà. Thôi vậy mình tạm ngưng clip đây nha. Hẹn cả nhà clip sau cả nhà. Chào cả nhà.